Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chuyển vùng App Store từ Việt Nam sang App Store Nhật Bản nhé. Thì trước hết thì các bạn lên chuyển cái ngôn ngữ máy của chúng ta sang cái giao diện tiếng Anh này nhé. Nếu mà các bạn để tiếng Việt thì tí nữa các bạn chuyển vùng sang bên Nhật thì những cái ngôn ngữ của chúng ta nó sẽ là tiếng Nhật nhé. Thì các bạn rất chi là khó sử dụng. Mình khuyên các bạn lên đổi ngôn ngữ chúng ta sang tiếng Anh trước nhé. Rồi sau khi các bạn đã chuyển được cái ngôn ngữ rồi thì chúng ta sẽ vào App Store này. Rồi các bạn sẽ ấn vào cái avatar này nhé. Rồi chúng ta sẽ ấn vào cái địa chỉ ID Apple chúng ta này. Sau đó chúng ta ấn vào dòng thứ hai này. Ok, mình sẽ ấn vào dòng này nhé. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là Japan nhé. Japan là Nhật Bản này, chọn vùng quốc gia này. Đó, các bạn tích vào đây này. Rồi sau đó mình sẽ ấn vào chữ Agret này. Rồi ấn là đồng ý này nhé. Rồi các bạn chọn cho mình chữ non e này. Thì cái giao diện này nó khác với lại các nước khác nhé. Hai dòng trên cùng này thì là tức là name, tức là tên này, thì mình sẽ nhập là ABC này. Và cái dòng thứ hai này, đó, dòng thứ hai mình sẽ nhập là CDE này. Đấy, thì đây là họ tên, tức là cái tên của cái ID Apple chúng ta nó có sẵn rồi nhé. Rồi đến dòng tiếp theo này, bên dưới này nhé, thì chúng ta sẽ cũng nhập là ABC này. Và dòng này là CDE. Chúng ta nhập lại như hai dòng trên cùng nhé. Còn cái city này là thành phố này, mình sẽ lấy là Tokyo này. Tokyo này. Rồi đây là chúng ta sẽ chọn một cái địa danh hay là một cái tỉnh thành ở bên Nhật Bản đó. Các bạn sẽ nhấp vào đây này. Thì nó cho ta rất nhiều những địa danh này, tùy các bạn chọn đấy nhé. Mình sẽ chọn đến Tokyo cho dễ nhé. Đó, mình sẽ chọn Tokyo này, là thủ đô của nó nhé. Rồi sau đó các bạn ấn vào đây thì tự nó khắc kéo lên này. Rồi đến cái mã zip này. Đó, thì các bạn nhấp vào đây này. Mã zip thì các bạn đã nhập cho mình là 461 này, 3 số 0 nhé. Và số 3 này, 461, 3 số 0, 1 số 3 này. Số phone này, điện thoại là các bạn sẽ nhập là đầu nó là 080 này. Và mình sẽ nhập thêm 8 số nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Ok, rồi các bạn sẽ ấn. À rồi các bạn sẽ kiểm tra này. Có hai dòng này là ABC này. Có rồi nhá. Hai dòng dưới này có rồi này, giống rồi. Rồi tên thành phố này, mã code này, mã zip code này và số điện thoại này. Rồi sau đó ta sẽ ấn vào chữ next này. Rồi các bạn sẽ ấn vào chữ đôn nhé. Ok, thì bây giờ cái giao diện cái app store chúng ta đã chuyển sang Nhật Bản rồi nhé. Thì các bạn muốn được hay biết là nó được hay chưa thì chúng ta chỉ cần tải một ứng dụng bất kỳ trên này nhé. Đó, nó yêu cầu chúng ta nhập mua cái ứng dụng này. Đấy là nhập vân tay và tức là thành công rồi nhé. Đó thì ứng dụng chúng ta là đang chờ tải này. Đó, ok, đang tải về nhé. Thì ở trên này nó cũng có rất nhiều game này, những cái trò chơi hay là những cái ứng dụng gì các bạn có thể tham khảo, các bạn tải nhé. Nó cũng rất nhiều này. Đó, thì đây là mình đã tải được rồi nhé. Mình sẽ quay vào ra phần trang chủ này. Đó, đây chính là cái app bên Nhật mình vừa tải về nhé. Rồi sau khi các
Các bạn đã tải xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chuyển về Việt Nam này. Thì các bạn sẽ ấn vào chữ Today này. Rồi chúng ta lại làm ngược lại, chúng ta sẽ ấn vào Avatar này. Đó, mình sẽ ấn vào cái địa chỉ ID Apple của chúng ta nhé. Thì chúng ta vẫn làm lại như lúc khi chúng ta chuyển sang Nhật thôi. Rồi các bạn sẽ ấn vào chữ dòng thứ hai Country này. Đó, trang chữ chăn ghe này. Đó, mình sẽ kéo xuống Việt Nam này. Nào các bạn lưu ý này. Các bạn nhìn cái dấu tích này nhé. Nếu mà các bạn chuyển sang Nhật rồi thì cái dấu tích chúng ta nó phải dấu ở chỗ ra bàn nhé. Nếu mà nó ở cái địa chỉ khác ấy là chúng ta không tải đâu nhé. Đấy. Các bạn muốn kiểm tra khi bị lỗi thì các bạn sẽ quay ngược lại và các bạn kiểm tra cái này nhé. Rồi các bạn, rồi bây giờ mình sẽ tìm đến Việt Nam này. Tại vì sao mình bảo các bạn đã sang tiếng Anh? Đó, thì nó dễ sử dụng, mà các bạn đã tiếng Việt thì nó sang tiếng Nhật thì chúng ta không biết nào là chúng ta lần nhé. Rồi chúng ta sẽ ấn vào chữ AGE này. AGE tiếp này. Ok, mình lại chọn chữ Done này. Tên đường nhé. Đấy các bạn nhập, đây là tên cái địa chỉ ID mình có tên họ tên rồi, thì dưới này mình sẽ nhập tên đường ABC này. Đây mình sẽ nhập là CDE này. Rồi thành phố, mình lấy thành phố Bắc Giang nhé. Thành phố Bắc Giang này. Mã passcode nó là mình lấy 2700. Số phone này của mình là 0976503506 này. Rồi ok, mình sẽ ấn vào chữ like này. Nhớ là phải có chữ like với chữ đôn thì nó mới thành công nhé. Rồi ấn chữ đôn này. Rồi ok, thì bây giờ nó đã sang tiếng Việt chúng ta nhé. Nó đã sang tiếng Việt chúng ta này. Là mình đã chuyển sang cái ID Việt Nam nhé. Rồi mình cũng xin kết thúc video ở đây. Thì các bạn thấy video hay, hữu ích thì hãy để lại cho mình xin một like, một subscribe. Nhớ ấn một cái chuông để nhận những thông báo video mới mình ra nhé. Mình xin chúc tất cả các bạn thành công.